các bạn. 1 giảm 7 nữa. Các bạn nhét tốt nha. 1 giảm 7 m4 luôn. 1 m5 luôn. 1 m6 luôn. 1 m7 luôn. 1 m8 luôn. Anh em ăn này ăn anh mặc đi. Mua 100 cái này ăn quá mồm. Ngon lắm các bạn. Thích của mình đồ các bạn ơi. Thế anh em mình ăn hết cái này hùng mua nha. Okay. Tao còn đầy tiền. Tao tiền mừng tuổi chất đầy nhà nhà kho kìa. Khinh thường anh em tôi nha mọi người nhá. Anh Xuân ơi, anh Xuân. Nếu không ăn hết thì cho nàng xóm nhỉ. Cho thằng xóm nữa. Có cho hai thằng kia nữa không? Không. Đừng có mơ mà cho hai cái thằng trẻ trâu vừa rồi nhá. Anh Xuân ơi, khinh thường tôi. Xin một miếng cũng không cho. Đúng rồi. Thôi đi nhỉ. Ta đi. Còn đâu bọn mình mới cho nó luôn. Đấy các bạn ạ. Đây. Mình mua mấy túi nữa. Chết rồi. Cho đây mình sẽ khứa ra nhá. Bây giờ mình sẽ khứa ra.
Nó hết rồi. Nó hết rồi này. Anh em mình sẽ đưa vào rán thôi. Đúng không? Tí cho thấy thằng kia nó thèm rất rãi là đừng cho nó. Xin một miếng cũng không cho. Đây các bạn, cày nhìn nó thèm lắm rồi. Cày à? Cày này. Đây này xin bạn nhá. Anh em mình vừa đưa tiền cho Phúc Cú đi mua toàn xúc xích xịn thôi mọi người. Này, này, cho nó một mâm luôn nhá. Nó khỏi khinh thường anh em tôi nhá. Đấy các bạn, sống trên đời này đừng nên khinh thường người khác. Đúng rồi. Đúng không bạn Phúc? Đúng rồi. Đừng khinh thường nhau. Đừng khinh thường nhau bạn ơi. Đừng khinh thường, bây giờ mình chỉ khứa được thôi. Đấy, mâm luôn. Tôi sẽ khứa ra này. Khứa ra là nó sẽ nhanh chín. Bạn Phúc cứ chơi aerobic vậy, nó phụ tớ đi. À, đây, đây, đây. Có dao không? Hết dao rồi. Hết dao rồi. Hết dao thì bạn làm sao mà phụ tớ. Vậy tí mình xiên xúc xích à? Không, chưa xiên, để rán rồi, xiên. Mình đã sôi rồi mọi người nhá. Bây giờ anh em mình chỉ cho xúc xích thôi. À. Đấy, xem nó nở ra cái gì này. Trời, mâm luôn cho tí bằng ít thằng chả trâu ấy nó còn khinh thường anh em mình. Ôi giời, nó nở cháy to quá. Anh không thấy thế nào? Ngon không? Qua cái này gần chín rồi nè. Đấy các bạn ạ. Vậy là anh em mình đang ván mẻ này mẻ đầu á, chơi được hai mẻ. Dụng đi, dụng rồi nhưng có là nó cháy to quá đấy. Ô cái này quên này không khứa à. Á à, thằng Đạt này nó tiện này đầu khắc này. Ô thằng mặt rãi. Đấy các bạn. Đấy. Ở đây nó còn cho nò xo nữa. Thì em bảo làm nò xo ấy. Đấy nò xo của anh Đạt này. Ý tưởng là nò xo. Vậy phúc nữa. Quá ngon quá, cho bé đi. Úi trời ơi, còn hơi bắn mỡ nhá. Ngon rồi. Cái thịt sấy. Đây, các bạn ơi, vậy là đấy nhá. Xúc xích của mình này, các bạn nhìn này, như ông sao luôn thế này. Đẹp không các bạn? Tí nữa mình sẽ mang ra ngoài ngõ kia nhá, ăn cho bọn kia nó đi học ra. Nó nhìn nó thèm rất rãi này nhá. Không cho nó luôn, nhờ Phúc nhờ. Vâng. Phúc có cho không? Xin... Nhớ đi các bạn ạ. Xin một miếng cũng nó không cho. Nó khinh thường anh em mình, đừng có mà nói. Đây cái này được. Nó khinh thường anh em mình. Đấy các bạn ạ, đấy. Bây giờ mình chỉ gấp ra là anh em mình chỉ chuyển thôi. Quay xa xa. Có cái chín rồi kìa anh em ạ. Đây là rồi, rồi, cho con bạch tuộc này tí. Đấy, các bạn nhìn được ngon không? Bạch tuộc, ừ, bạch tuộc. Ý tôi xem con bạch tuộc, à, không ăn bạch tuộc à? Rồi. Đấy, tí xếp vào một mâm luôn nhá. Đấy các bạn ơi. Vậy nhá, anh em mình đã làm xong một mâm xúc xích rồi. Bây giờ anh em mình ra ngoài ngõ kìa. Ăn nhá. Vâng. Gặp chúng nó đi, không cho nó nhá. Đây, đây, mình sẽ cho các bạn xem một cái. Thử trước à? Mình thử một miếng. Ngon không, ngon không? Bạn thử ăn thử nào. Ngon không? Wow. Ui, ngon à? Thế ta đi ăn rồi, đi. Đi, đi. Ngon hả? Mình vừa lấy cu ca về. Cu ca cơ. Cu ca.
ăn để cố nước. Anh cho chơi đi, bây giờ gì nữa, cho chúng nó khỏi khinh thường. Ôi thì chết rồi, về lấy cái giá này để nó tí cho nó cao nhé. Ừ đúng rồi, con về đây, con về đi. Bạn về lấy đấy, để mình về lấy nhá. Bạn về lấy cái giá này. Đấy, ta lại ra chỗ này ngồi, ngồi chỗ kia, chung đi cái chỗ cũ cho nó mát, cho nó sướng, cho nó thèm anh em mình ạ. Đây mình lấy cái giá này, mở tay quá bạn ạ. Đây ngồi đây, đây. Bạn, anh em mình ngồi đây bạn ơi. Này này, trời ơi, bạn ngồi vào đây, bạn ngồi vào đây. Hai, hai anh em mình ạ. Đây, tí chúng mày đừng xin ta tí chúng mày đi qua đây mà chúng mày thèm á, không được hết. Xin ta một miếng tao cũng không cho. Tôi với bạn Dô này. Hai bạn Dô. Ngon đấy bạn ạ. Có gà đấy các bạn. Các bạn nhá. Đây. Nhìn nào. Các bạn nhìn nào. Ố. Ờ. Hay các góc này xúc xích đấy. Đây 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 đây. Đây này được. Ôi, mời mời bạn nhá. Dê các bạn ạ. Dê, mời các bạn nhá. Gắn này các bạn nhìn cái đầu đẹp. À, thắng à. Ngon. 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 Dê nó không để đứa nào nó khinh thường bạn nhá. Đứa nào mà khinh thường bạn ấy, là ta sẽ làm một mâm to bạn. Đúng không? Ngon đấy bạn. Nãy thì chê không có khổng lồ ăn. Ăn này đời. Dưới một cái trâu nó đi qua nghe. Nó nhìn nỉnh nó hơi thì rất rãi đấy bạn. Đừng để nó khinh thường mình. Khi một miếng mình cũng không cho. Đúng vậy. Không cho. Sống trên đời ta có đồ ăn hay gì ta mọi người xin thì san sẻ nhá, đừng nên đi kỷ nhá. Chứ còn á, như các bạn vừa nãy ta đút cho miếng này thì có còn nâu à. Vô cho miếng nâu biết nỗi rồi, mai mình biết nỗi không phải nữa. Thèm chưa? Thèm rồi. Từ mai mà đừng các bạn nhá. Rồi, rồi. Các bạn ngồi mai ăn cùng bọn mình đi. Chia sẻ từ sau ăn ở những chia nhá. Được nhá. Từ sau mình sẽ ăn chia các bạn. Và mình hứa mình không làm vầy nhùa. Bạn ăn nào so này. Ngon không bạn Phúc? Phúc bạn ngon hết rồi. Cái gì đây? Dạng cháu ngon bác Hồ từ lúc trồn. Sao bạn làm nhiều quá? Nước ngon. Không phải vì vừa nãy các bạn khinh thường bọn tớ quá đấy. Nên là tớ về tớ làm một mâm thì luôn. Ngon không? Ngon. Ngon gì vậy?
mình qua quá. Nó nhỏ rồi, con này đúng bạch tuộc. Ngon lắm bạn ơi. Đây là cái đầu cầu các bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Đấy, ngon nhiều lắm. Ngon không? Không biết cái nồi xoong của anh Đạt đâu rồi. Các bạn uống không? Các bạn uống trước đi. Các bạn nha. Đấy con mực à? Con mực vừa nãy mình ăn đấy các bạn rồi. Bạn Xuân, hút tương ớt à? Không, hút tương ớt à? Đây các bạn, hút tương ớt cho các anh à. Đấy các bạn, sống trên đời mai có đồ ăn cho tớ với nhá. Ăn một tớ. Đấy. Mình ăn toát hết mồ hôi rồi các bạn. Toát hết mồ hôi rồi, các bạn có toát mồ hôi à? Mình tặng cho các bạn một câu này. Ở đời, đừng bao giờ coi thường người khác, trong vẻ người ngoài. Nghe thì chưa? Đừng bao giờ khinh thường là cu, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đừng bao giờ khinh thường ông Xuân Văn Đốc nhá. Mà mình không khinh thường các bạn. Mình không bao giờ khinh thường nhá. Các bạn ăn đi. Chia, chia, chia. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đi. Các bạn ăn thấy thế nào? Các bạn ăn no chưa? No nào, rồi. Chúng mình làm bạn nha. Ok, một hai ba. Mai mình làm bạn nha, có cái gì các bạn phải cho okay, tôi nha. Ok. Mãi là nhầm, tao phải ăn no no. Thôi. Các bạn tỏ cái đồ gì đấy? Mình ăn no rồi. Các bạn hết giá trị lợi dụng rồi. Không mình đi về đi học này. Giờ mình tặng các bạn câu này. Ở sau này không được tin một ai hết. Nhất là hai mình nhá. Mấy bạn ăn xong rồi các bạn bây giờ dở mặt ra. Đúng rồi. Các bạn không cùng đẳng cấp. Vẫn chưa cùng đẳng cấp. Các bạn nhớ với mình nha, cho các để bạn ăn. Để còn ít sau lên xem á. Đúng rồi. Mình cũng xin một miếng mình cũng không cho. Cho các bạn ăn rồi các bạn ăn cháo đái bát này à? Đúng thế. À còn đúng thế à? Tôi bảo ở xã hội không tin một ai. Cùng đi về. Đi về. Đi học về. Mới nha. Các bạn nhớ. Ông mà vui cho. Mới nha nha. Tớ cho ăn nha. Các bạn nhìn lại. Ông mà vui cho. Chơi từ mà được quán đấu sâu để chơi. Các bạn ạ. À, chúng ta không nên tin tưởng với bọn kẻ trâu này. Nó ăn no rồi nó biến. Dạ. Mình rau và không cho ăn nữa nhá. Đúng rồi. Nhớ đấy bạn nhá. Xin một miếng không cùng trọng. Bạn cứ tốt quá. Bạn thấy mình tốt rồi. Tôi đi về. Đi. Không ăn nữa. Ăn hết miếng này. Mang đi phát cho hàng xóm không ăn được. Đi rồi. Đi về. À, nằm khu cao nữa các bạn. Bạn không nằm khu cao nữa. Ừ. Đi rồi. Không ăn nữa bạn nhá. Mà bọn kia nó đẻ lắm. Trời. Trời. Đi về. Đi về. À mà quên. Chào các bạn. Ok, ok. Rồi, anh em mình chào các bạn nhá. Clip này mình sẽ dừng tại đây. Đúng rồi. Thì anh em mình đi về thôi. Chào các bạn. Bye bye. Bye bye.